Ơi, con trai đó cặp mắt lông mi lông mày dài quá trời. Ở nhà có tự lấy mụn không Vương? Không Không hả? Mẹ có lấy cho con có không? Có lấy hả? mình nặng một hai cái mà là ôm sùm dạ. Vương đẹp trai quá trời luôn. Con cao mét mấy con? không biết Con không có đo hả? Cô Thủy thấy con cao quá trời đây. Đẹp trai quá trời. không biết mà sao con nói không biết, mình mới đo mà. Không có biết đâu. Hai mẹ con là ở quận mấy qua đây hết con? Rồi, 12. Rồi, quận 12 lên đây. Dạ, ngã tư ga đúng không? Mộng nhiều lắm đó, con chịu khó chút nha. Dán lên nha con. Mình lấy cái này ra sớm á là da mình nó đẹp, nó không có để lại sẹo. Còn mình lấy trễ xíu nữa là nó bị viêm lên đó con. Ngồi dưới đó. Mẹ ở nhà mình đang sức cái gì không hả Vương? Không biết à? Cái gì không biết hết à? Bác sĩ cho cái này À, bác sĩ da bôi hả? uống thuốc mà vừa đang thoa là mới đang mới uống thoa. Uống thoa được bao lâu hả chị? Vậy là mẹ cũng đã dỡ đi da liễu rồi đúng không? Bác sĩ nào có tâm quá trời, dặn đi lấy mụn. Có gì bác sĩ không có cho lấy mụn cái về viêm cái sẹo trên. Bác sĩ vậy là mới có tâm mới tốt nè.
chứ gặp nhiều bé bị chỉ bị mụn ẩn sương sương thôi mà không có lấy kịp cái nó viêm lên nó hư cái mặt hết tội. Ừ, ba bị mụn hả? Giống cái gen ba này, giống cái gen ba này hả? Cái mẹ con gái gì không có một cái mụn, mình lâu lâu nó mọc lên cái nhung gì thôi chứ. Vậy là mẹ mau mắn anh biết bao nhiêu người. Chứ anh phải tốn tiền lắm. Giang giỏi quá. Ủa? Vương hay là Giang? Vương. Vậy là Giang là tên ở nhà hả? Nó kêu Đăng Vương đó, chắc nghe em rõ. Để lo cho nên hơi cứng nè, chịu khó chút nha. Có mỗi một cái mình đi khám cho liễu không mà năn nỉ nó nói mấy tháng nó chịu đi đó. Nó nằm mụn chỗ đây là chỗ bắt cóc đây chứ về tới nhà là không đây à. Nhiều đây con, đang đang một xíu nha. Sáng nay mẹ thương con, mẹ sợ con bị da xấu á, mẹ mới chở mẹ mới tìm chỗ để dẫn con đi lấy mụn chứ. Sợ lớn lên bị sẹo. Mặt mình mà bị sẹo là nhìn dữ lắm. Nhiều mụn hay? Siêu nhiều luôn. Chị lại like xem nè. Sao nằm sao siêu nha. Sao siêu sao? Thì mẹ nhìn đâu có khi nào mà thấy mụn dữ hơn mà tay nặng mà nó thấy mụn này. Ôi trời ơi siêu ghê á. Nghề thì... ừ. Mình cứ nhắc lần đầu mình nặng được 3-4 cái thôi. Nhiều lắm á. Phải đơn giản là nhẹ. Ừ, ghê thôi. Thôi bị siêu ra đây về cho anh coi lại. Nhắc lại chén lên. Chuyện cơm lấy rồi để nát cái mặt lên. Nát luôn á. Nó u trong đây xong rồi lâu quá. Để lâu nó bị sẹo, nó bị viêm lên á. Nút rồi không phải à. Rồi đó không phải hả? Không phải đó chị. Bôi xoa cho nè. Sáng xíu. Chứ cho nó hết mất. Được quá chút nha con. Nó hơi cứng á. Nhiều cái bị đau rồi. Đau rồi nó cứng á. Nặng nó cam chịu chứ mẹ mới nặng cái là hết rồi. Vương giỏi mà. Vương vậy là giỏi hơn so với nhiều bạn rồi đó.
lần đầu đi lấy mụn mà vậy là quá xuất sắc rồi. Cục vàng cục nấy nè, con giỏi vậy con sẽ mau hết mụn ha. Của em, của Vương tên gì? Hai anh em ai cũng đẹp trai hết. Trắng cầm. Cái trán nó nhiều so với những vùng khác. Trán nó sương. Cố lên. Cục này bự lắm nè. Rồi, cho nghỉ xíu nha. Cứ vui con mở mắt con xem. Cô mở máy nha.